Xin chào các bạn, tôi là Bác Thắng Phong Thủy. Hôm nay tôi sẽ phát một cái clip liên quan đến đất. Chủ đề của nó là gì? Nếu chớ dại mà mua đất, mua nhà hay xây nhà quyết góc, đó là thảm họa. Bởi vì sao mà tôi phát cái chủ đề này? Qua khảo sát rất nhiều nơi cho thấy đa phần những cái các mảnh đất mà bị khuyết, bị thiếu, những ngôi nhà xây thò thụt và bị thiếu một góc, hai góc, thậm chí có những mảnh đất méo mó, thì hầu như không, các cái gia đình đó không bị tác động bởi cái yếu tố này thì cũng bị xảy ra ở cái nguyên nhân khác. Bởi vì chúng ta phải nắm được như thế này: trong khoảng chờ đất bao la, tất cả vạn sự đều chịu sự chi phối bởi bát quái. Con người ta cũng vậy, đất nước cũng vậy, một vùng quê cũng vậy, mà một ngôi nhà cũng thế. Chính vì vậy, người sống ở trên cái mảnh đất khuyết đó cũng bị ảnh hưởng bởi sự chi phối của cái bát quái này. Từ cái nguyên lý mà từ ngàn xưa tới nay đấy, người ta đã đúc kết ra. Bởi vì con người, đất và thiên là yếu tố tam tài thiên địa nhân hợp nhất. Chính vì điều này mới sinh ra kẻ phúc, người họa. Trong đó, đất là một phần quyết định. Chính vì đó, đây là yếu tố tam tài thiên địa nhân rồi. Hợp nhất theo cái nguyên tắc đầy đặn, sạch sẽ, sáng sủa, âm dương, cân bằng, khí trường, ổn định. Tức con người sinh sống trên mảnh đất đó, nhà đó được hưởng cái cát lành, cái may mắn. Và ngược lại, clip của ngày hôm nay không nói tới các cái yếu tố công năng khác. Từ những cái đúc kết từ ngàn xưa đã để lại, để cho chúng ta biết là gì, nó trên cái nguyên tắc của nó là lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Thì làm sao chúng ta có thể biết được là gì? Là lưỡng nghi tức là thái dương, thái âm sinh ra thiếu âm và thiếu dương. Từ đó mới ra được cái tám quẻ thuần, là tám quẻ chính là càn, khôn, cấn, chấn, tốn, ly, đoài, khảm. Qua đó mà các bạn vẫn thường thấy người ta sử dụng trong chữ đông tứ trạch và tây tứ trạch là vậy. Trước hết, chúng ta phải hiểu được là bốn phương tám hướng nó ý nghĩa như sau, của các cái quẻ như sau. Thứ nhất là phía đông nó ảnh hưởng cái gì, phía nam nó ảnh hưởng cái gì, thì để cái đó thì chúng ta hãy hình dung cái mảnh đất của nhà các bạn, cái nhà của các bạn đứng ở trong tâm của mảnh đất hay tâm của cái nhà, chúng ta xác định được là bốn phương tám hướng nó ra sao trong cái không gian sống đấy. Là tám cái phương vị đấy, nó định vị bởi tám cung bát quái. Tám cung bát quái này thì nó ảnh hưởng tới các cái thành viên của trong gia đình, đồng thời ảnh hưởng tới chức năng của cái cung vị đó. Nếu đất nhà bị khuyết một góc nào, đương nhiên sẽ bất lợi cho chính cung vị đó và ảnh hưởng trực tiếp tới người mà cung vị đó quản mệnh, quản cục. Để nắm được cái nguyên lý này đấy, cần phải hiểu phương vị của bát quái, ý nghĩa của nó ra sao. Chúng ta xét lần lượt phía đông. Phía đông đây là cung gia đạo và đại diện cho con trai cả. Nếu như cái cung này nó bị khuyết thì trong gia đình đó
trên dưới không thuần, trên bảo dưới không nghe, và gia đình ít khi có thể yên ấm. Đồng thời cái phương vị này sẽ đại diện cho con trai trưởng. Nếu như cái mảnh đất đó mà nó bị khuyết thì chắc chắn gia đình đó, nếu như mà chưa có con trai, muốn có con trai nối dõi tông đường hoặc các cháu đích tôn sẽ rất khó khăn. Cho dù có đi đến Singapore hay là Thái Lan hay là Chợ Giấy để mời cây ghép, sự thành công nó rất khó. Đồng thời ở cái phía đông nó chịu ảnh hưởng về các cái bệnh tật và liên quan đến xương khớp tay, đặc biệt là bệnh gan mật dễ phát sinh. Người ảnh hưởng trực tiếp là con trai trưởng, đồng thời cũng ảnh hưởng tới người là tuổi Mão và mệnh sao số 3 tam bích mộc kinh, tức là những người có thuộc về chấn trạch. Tiếp theo chúng ta xét tới phía đông nam. Đông nam đây là cung phú quý. Cung phú quý là cung đem lại những cái tích lũy tiền tài của cái tiền bạc cũng như các cái nguồn thu. Nếu như cái khu vực này nó bị khuyết hãm thì chắc chắn cho dù là doanh nghiệp hay là cho dù là kinh doanh có thu nhưng không có chi nhưng không có thu, không có những cái kết quả được mỹ mãn, bởi vì đây nó đại diện cho cung phú quý, đồng thời nó đại diện cho con gái trưởng của gia đình nha các bạn. Đồng thời sau này nếu như con trai các bạn, con trai trưởng các bạn có lấy vợ thì đó cũng là đại diện cho con dâu trưởng. Khi cung này nó bị thiếu, nó không có thì chắc chắn tài phú của các bạn không thể có tích lũy được. Đồng thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới con gái trưởng. Tiếp theo là người mệnh sao số 4, là mệnh sao số 4 tức là sao số 4 còn cục là tứ lục mộc tinh, tức là tốn trạch. Và người tuổi Tỵ và người tuổi Thìn. Về các cái bệnh thì nó liên quan đến bệnh phong hàn, nám má, khó thở, rona thần kinh, bệnh ở đùi, ở xương đùi, ở háng và phần xương sống sẽ bất lợi. Tiếp theo, ở phía nam đại diện cho cung danh tiếng. Đây là cái cung danh tiếng đấy. Tại sao có rất nhiều các cái công ty bị mất cái cung này thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng, tức là thương hiệu của mình nó không thể phát triển được. Nếu như anh làm về một cái lĩnh vực nào đó thì cho dù anh có cố gắng quảng cáo bao nhiêu thì danh tiếng của anh nó cũng bị mai một. Nếu người bình thường đấy thì hay bị tiếng bấc tiếng chì và bị người khác nói xấu sau lưng và xã hội người ta không tôn trọng, bởi vì anh không có cái danh tiếng, luôn luôn bị xì xào nói xấu. Đặc biệt là những người làm kinh doanh càng lớn thì càng cần phải quan tâm tới cái danh tiếng, cái uy tín của mình. Đó nó là phía nam, nó đại diện cho con gái thứ hai, ảnh hưởng trực tiếp tới người tuổi Ngọ và người mệnh sao số 9 cửu tử hỏa tinh ly trạch. Các cái bệnh liên quan đến mắt, tim, huyết áp và đầu, những cái người mà các hay dễ bị phát sinh ra các bệnh về máu huyết và tim mạch, và đặc biệt ấy, là dễ bị các cái huyết áp cao ấy, đột tử ấy, vân vân ấy, thì chính là nó đấy. Chúng ta xét tới phía tây nam, đây là cung hôn nhân. Cung hôn nhân ở đây bị khuyết thì trong gia đình tình cảm vợ chồng không thắm thiết, có cái xu thế cá nhân nhiều hơn, có lấy nhau nhưng cái tình yêu nó không được bền vững. Việc ai người đấy lấy làm, dễ phát sinh ra những cái ông ăn trà bà anh em, bởi vì nó bị khuyết rồi thì nó còn cái gì để mà tồn tại nữa.
Cho nên các gia đình phải rất chú ý khu vực phía Tây Nam. Hãy nhớ đây là cung hôn nhân, gia đình có hạnh phúc hay không thì chính là ở cái yếu tố này đó. Chính vì thế phía Tây Nam quyết không được được khuyết. Khuyết thì người vợ lăng loàn, coi chồng không ra sao đâu, và người chồng ở đây gọi là người chồng bất lực, dễ phát sinh ra những cái người thứ ba sẽ chen vào. Đồng thời khu vực này là đại diện cho người mẹ, chính là người vợ đấy, mà cung này nó khuyết đấy thì làm sao mà tề ra nội trợ đảm đang cho ngoài được. Cho nên phía Tây Nam các bạn cũng hết sức cẩn thận, tránh để cho nó bị khuyết. Các cái bệnh nó liên quan đến các bệnh về dạ dày, về ổ bụng, tỳ vị, tiêu hóa, ruột già, tam tiêu, lá lách thì nó dễ phát sinh. Phía Tây, chúng ta xét phía Tây, phía Tây nó đại diện cho tình yêu, nó là đầm ấy, nó là tình yêu lai láng ấy, thì nó là cung đại diện cho tình duyên, nó đại diện cho con gái út, ảnh hưởng tới người tuổi Dậu và người mệnh sao số 7. Xin nhắc lại thêm, ở phía Tây Nam ngoài đại diện cho người vợ ra thì những người mệnh sao số 2 quản cục ảnh hưởng, và đặc biệt là tuổi Mùi và tuổi Thân, nếu khóc đầy đột huyết cũng sẽ là bất lợi. Phía Tây ấy, đây là đại diện cho cung tình duyên, mà khu vực này nó bị khuyết hãm thì nó bất lợi, đặc biệt là những người mà là tuổi Gà, người mệnh sao số 7. Nó đại diện cho bệnh phổi, đường hô hấp, răng, họng, hàm, thần kinh, và dễ bị tê bì chân tay, Alzheimer là nó đấy. Chúng ta xét đến cung vị phía Tây Bắc. Tây Bắc nó là cung quý nhân phụ trợ, đồng thời nó đại diện cho người bố, ảnh hưởng trực tiếp tới người tuổi Tuất và người tuổi Hợi và người mệnh sao lục bạch kim tinh số 6. Nếu như khu vực Tây Bắc nó khuyết thì không có quý nhân phụ trợ, không có âm phù dương trợ, người chồng ở trong nhà này đầu đốc, đần độn, u mê và không quyết đoán, dẫn tới gia đình luôn luôn trong trạng thái bế tắc. Đặc biệt khi góc này đột khuyết, người chồng bước chân về nhà dễ cáu gắt, đã không thích làm việc lại thích chơi bời, nếu không thì cũng sẽ có xu thế ra ngoài hướng ngoại và dễ mắc phải những cái cạm bẫy bất lợi. Những cái bệnh liên quan đến phổi, thần kinh và mắt dễ bị các vấn đề gió máy, dễ bị xuất huyết não, thần kinh không ổn định và nói năng linh tinh, tức là người ta gọi là bệnh dối dại, thần kinh không ổn định, chứng mất ngủ là nó đấy. Chính vì vậy phía Tây Bắc đó là cung quý nhân phù trợ, mà thiếu thì gia đình đó chắc chắn sẽ hoàn toàn bất lợi. Chúng ta xét tới phía Bắc. Phía Bắc là cung Khảm, ở đây nó đại diện cho cung sự nghiệp, đồng thời đây người ta gọi là thánh địa. Mọi người sinh ra đều mong muốn có một công ăn việc làm ổn định. Nếu như ở cái khu vực phía Bắc này nó bị khuyết hãm thì đương nhiên cái sự nghiệp của các thành viên trong gia đình rất bấp bênh, sự nghiệp không ổn định hay phải chuyển đổi mà không khó thành công, ảnh hưởng trực tiếp đến người con trai thứ hai và người tuổi Tý và người mệnh sao số 1 nhất bạch thủy tinh. Đây là người ta quy định đó là thánh địa, mà bây giờ anh khuyết mất cái cung sự nghiệp thì làm sao mà anh có thể ổn định. Rất nhiều những cái trường hợp công ăn việc làm, sự nghiệp đang ổn định, thay nhà, mua đất khuyết vào cái vùng phía Bắc, hoặc là phía Bắc nó bị khuyết, bị vi phạm những cái VC bể phốt, tự nhiên sự nghiệp thất bại dẫn tới phá sản, có những người thì mất chức mất quyền, cũng là cái yếu tố chỗ này các bạn phải rất cẩn thận. Những cái bệnh nó liên quan đến đường tiêu hóa, vì đại tràng, táo bón, trĩ, bí tiểu,
bệnh tai, bệnh thận và bàng quang, nên các bạn phải đặc biệt lưu ý. Cuối cùng là phương vị Đông Bắc. Đông Bắc nó là cung học vấn, tức là học tập học vấn, nó đại diện cho con trai út, ảnh hưởng tới người mệnh sao số 8 và người tuổi Sửu và người tuổi Dần. Ở đây nếu như khuyết góc hoặc là những vật không sạch sẽ thì ở đây con cháu học hành lười nhác, khó có thể đạt được những cái kết quả cao trong các cái kỳ thi. Đồng thời kiến thức rất là nông cạn, lười học, ham chơi, đặc biệt bất lợi cho những đứa trẻ mà tuổi vị thành niên bị khuyết góc thì học hành không thể nào gọi là đến đầu đến cuối được. Các bạn cũng rất cẩn thận liên quan đến các bệnh về xương khớp, bệnh dạ dày, bệnh tiêu hóa, các bệnh ổ bụng, các cái lá lách, bệnh phù thủng, vân vân. Bởi vậy hôm nay tôi phát cái clip này là chỉ để giới thiệu cho các bạn biết là gì. Hãy cháy cố gắng mà mua những mảnh đất nó vuông vức, tránh những cái trường hợp đầu voi đuôi chuột, đặc biệt là cứ càng bị khuyết bao nhiêu góc bao nhiêu là bất lợi bấy nhiêu. Có những nhà hình thang, thang ngược thì các bạn cứ tưởng tượng như thế này. Các bạn lấy cái tâm của cái mảnh đất đó, sau đó các bạn phân ra nó làm 8 phương vị, thì phương vị nào nó bị thiếu nhiều thì đó là bất lợi. Trên cái nguyên tắc đấy, mọi thứ đều là gạn đục khơi trong, cố gắng là vuông vức, là để tròn. Là vì thế tôi nhắc lại cái này là mọi thứ nó phải đầy đặn, nó phải vuông vức, nó phải sạch sẽ, nó phải sáng sủa, nó phải thông thoáng, âm dương cân bằng, khí trường ổn định. Người sống ở trên mảnh đất đó sẽ được hưởng nhiều cái phúc, những cái may mắn. Các bạn cũng tưởng tượng ấy, bất kể một cái gian phòng nào cũng vậy, cái nhà nào là tự nhiên nó khuyết khóc. Tôi nói ví dụ như trong một cái gian phòng, cái vuông vức người ta kê cái giường nó cũng dễ, nhưng nếu như nó chỉ khuyết một cái chỗ nào, nó lồi ra một cái chỗ nào, khí trường ở đó nó đã không ổn định rồi, nó đã bị các cái xung sát xung xạ rồi, nó bị thiếu hụt. Đó là những cái mà rất rõ. Cũng như cơ thể con người cũng vậy, nó phải đầy đủ các cái bộ phận, nó thiếu một bộ phận nào thì ảnh hưởng trực tiếp đến cái bộ phận đó. Cho đây là những cái clip ngày hôm tôi phát. Đơn giản hôm nay là chưa, clip này chưa nói tới những cái yếu tố công năng sắp xếp lục sự sai mà các clip trước tôi đã phát, là đặt WC, bể phốt, bếp và những vật không sạch sẽ nếu như phạm vào các cái cung vị bắt quái ảnh hưởng ra sao. Ngày hôm nay là tôi phát cái clip này mang cái tính chất để cho các bạn hiểu được rằng mọi thứ trời đất bao la, tất cả đều chịu chi phối của trái đất, mà trời đất đó đều phân bổ theo 4 phương 8 hướng, và cái bát quái này nó sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của mỗi cá nhân và mỗi gia đình. Hãy nhớ, thiếu góc nào thì mất đi cái khoản đó. Tôi nhắc lại lần cuối cùng để cho các bạn nhớ. Phía đông đại diện cho cung gia đình, con trai trưởng. Phía đông nam là phú quý, đại diện con gái trưởng. Phía nam là cung danh tiếng, đại diện cho con cái thứ hai. Phía tây nam đại diện cho cung hôn nhân và người mẹ. Phía tây đại diện cho cung tình yêu, đại diện cho con gái út. Phía tây bắc là cung phu quý nhân phù trợ, đại diện cho người bố. Phía bắc đó là sự nghiệp, đại diện cho con trai thứ hai. Đông bắc là cung học vấn, đại diện cho con trai út. Trên đây các bạn hãy kiểm tra lại nhà mình xem nó có vi phạm hay không. Nếu có thì các bạn phải đi xem lại các clip tôi đã phát, là cách khóa tuyệt chiêu hóa giải nhà bị khuyết góc, giúp cho các bạn ngày càng thịnh vượng. Hôm nay tôi phát clip này, chúc các bạn một ngày nghỉ vui vẻ,
và nhiều thành công trong tuần tới. Hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo.